Nó đút cậy đi. Vợ vừa anh cậy cái loa bass ra nó rất là khó. Bây giờ anh cậy loa jack. Đôi loa này là một đôi loa lẻ của lô các bác nhá. Một đôi loa rất là chất. Em xin được quay và em bán là dùng từ thanh lý đi các bác ạ. Giá siêu siêu rẻ. Vì có một đôi thôi các bạn. Đôi loa này thì các bác thân mến là em mua cùng với lô loa B3X12i. Đấy, lô loa X12i em có nhiều nhưng mà loa này chỉ có một chiếc thôi. Vâng, sử dụng bát 98 sạc 2125. Tên sản phẩm là CTM, đôi loa này khủng nó ngon nhá. Đây ạ, và chia sẻ các bác là nó kèm lô thì em mua chứ bình thường em không dám mua vì giá nó cũng rất là đắt. Mà xong rồi về thì bán thì lại giá lại rẻ, thậm chí là lỗ các bạn. Đôi loa này em xin được chia sẻ là bát đánh mạnh hơn B3X12i, tép sáng và chi tiết và hay hơn X12i. Đấy, đôi loa này nặng hơn B3X12i, đôi loa này công suất khỏe hơn B3X12i. Đấy, cả một nô B3X12i kèm một đôi này. Đấy, về xin được để cho các bác của anh em với giá siêu siêu rẻ các bác nhá. Bát 30 từ 19 các bác nhá, coi 8.0 xương nhôm đúc. Dòng 6 xương. Lúc nào điện thoại em anh em run cũng gọi. Đấy, nó sử dụng màng cực chất, màng JB luôn các bác nhá. Đấy, cực chất luôn. Để anh em cậy cho nó tép. Đây phân tản đây ạ. Đấy, phân tản đây ạ. Đời này chia sẻ các bác nó còn mạnh hơn cả đời VKS 112 các bác nhá. Đấy, bông tiêm thủy tinh một đen tuyển. Nói tóm lại bây giờ như này. Đôi loa này nhập bằng giá với B3X12i. B3X12i giá bây giờ bán 16.500. Đôi loa này hay hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, nặng hơn, cái gì cũng hơn. Nhưng giá rẻ hơn, 13 triệu có một đôi để cho anh em. Anh cậy nó tép này. Ây. 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 Rồi, rồi. Đây ạ. Tép mở góc rất to. Đấy các bác nhiều lưu ý nhá, tép cực kỳ là xịn luôn, tép cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đây ạ, nó sử dụng tép mã DE610-8. Đấy, có mỗi một đôi duy nhất thôi các bạn. Tép xịn các bác nhá, tép BMC xịn nhá. Các bác nhìn thật rõ ạ, có mỗi một đôi thôi. Để anh em 13 triệu đồng. Đấy, ok. Tên sản phẩm là CTM. Các bác lưu ý nhá, CTM với B3 nó là một. Các bác có thể cậy cái tem này ra mình dán tem B3 được. Hoặc cứ để CTM nhá, mỗi một đôi. Tiếp theo. Còn một đôi duy nhất loa dòng loa Sittering các bác ạ, giá cũng rẻ lắm. Bát 30. Các bạn nếu như đôi loa này đấy mà các bác không mua được thì hơi tiếc. Có mỗi đôi nhá. Bát 30 dòng bát giác. Đấy, bát này sử dụng trong dòng Milano Ultraman của B3 các bác này, dòng bát con chim. Đấy, dòng tép con chim. Mà phải nói thực sự như này, em có 3 đôi mà em bán giá rẻ lắm. Em bán 2 đôi rồi còn một đôi duy nhất. Đấy. Đôi loa này thùng màu xanh các bác nhá, hơi màu xanh xanh rêu này. Hai phân tần, một phân tần của loa bát này, một phân tần của loa check này. Đấy, bát tép Sittering, dòng bát tép con chim. Giá 9.500.000 đồng một đôi cho anh em. Đấy, em bán cho nó hết hàng các bác nhá. 3 đôi bán 2 là còn một này, 9.500.000 một cặp. Dòng bát tép Sittering, dòng bát tép con chim các bác nhá. Dòng bát tép con chim. Đấy. Ok chưa? Milano Ultraman mà bát này thì nó mười mấy triệu cơ các bác, 15 16 17 triệu cơ. Đấy. Ok cho các bác, một đôi Sittering bát tép con chim 9.500.000, một đôi CTM đây các bác nhìn này, nó khủng nhá. Nó khủng, nó cực khủng nhá. Đôi này đánh hay hơn X12 rất nhiều, có mỗi một đôi để anh em 13 triệu. Ok, cảm ơn cả nhà. Em bán cho nó rộng rãi nhà cửa các bác nhá. Đây là CTM hình thức này ạ. Đấy. To này, cao này, đẹp dai này. Khỏe hay. Khỏe hay, mạnh, chi tiết, nói chung là cái gì cũng đạt chuẩn 100%. Mà giá rẻ. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Các bác có nhu cầu mua sắm hai đôi loa này liên hệ sớm, thật sớm cho em ạ. Hai số máy của em đó là 0365888988, 0368891555. Đấy, quả tép này chất lượng đẳng cấp các bạn. Quả bát này cũng chất lượng đẳng cấp luôn. Ok, cảm ơn cả nhà.